Hôm đó hôm sau là mua luôn đấy. Thằng tên mãi là anh đi mổ lớn. Đẹp còn, đấy. Con này hơn 10 tháng rồi đấy. Một này. Hai này, chị đem treo một. Dạ. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. 10 treo luôn. Ôi giời ơi. Mừng không? Mừng. Mừng lắm không? Cho rồi đứng cho nửa mừng. Cho rồi đứng cho nửa mừng á. À, ri thì nhanh khỏe, chị Trung này. Bây giờ hôm nay đồng hành cùng với Khánh đấy, để lên thăm một cái hoàn cảnh khó khăn thì có lẽ là cái hoàn cảnh đấy thì Thược chưa biết, nhưng mà nhìn cái con đường mà đi vào đây thì Thược cảm nhận như thế nào đường về này, cái cuộc sống của bà con nơi đây? Người dân xuyên núi mà đi đấy chứ. Hả? Có đường rám không? Nhìn như thế này là biết được là cuộc sống của bà con ở đây cũng đang còn nhiều khó khăn vất vả đúng không? Xung quanh này cây cối rậm rạp này. Hả? Điền đang gọi ra tạm bờ này, yeah. Kéo rất chi là xa. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Khánh đang có mặt tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, quý vị ạ. Đồng hành cùng với Khánh ngày hôm nay có bạn Nguyễn Bá Thược, một người mà quý vị chúng ta đã gặp rất là nhiều trong cái chương trình xây dựng các cái căn nhà tình thương rồi đấy. Và hôm nay thì Khánh cùng với Thược đến để thăm một cái hoàn cảnh mà quý vị chúng ta đã dành những cái tình cảm để giúp đỡ rồi. Và hôm nay thì cái hoàn cảnh này không phải là đến để xây nhà tình thương, mà đến để thăm lại xem rằng là sức khỏe của chị Trung, một cái hoàn cảnh mà rất là éo le, rất là lâm ly bi đát quý vị ạ, trong một cái gia đình rất nghèo. Đấy, xung quanh quý vị chúng ta nhìn thấy đấy, ở trên đồi núi cao rồi, nhưng trong cái nghèo, trong cái sự khó khăn vất vả đó lại gặp một cái ngặt rất là lớn nữa quý vị ạ. Chồng thì tàn tật, đẻ ra hai đứa con thì cũng một đứa là cũng bị tật nguyền. Bản thân chị Trung là gần như là lao động chính trong nhà rồi, nhưng bây giờ thì không may là gặp ra một cái rủi ro rất lớn, đó là bị ung thư. Đấy. Éo le quá. Và bây giờ thì được một con bò là cái gia sản lớn nhất trong nhà cũng bán để đi chữa bệnh rồi. Nghe đến đó thì Thược thấy có xót không? Con cái chỉ để bầu víu để mà sơ sống mà. Đấy. Chết đi thì ai chăm chồng, ai nuôi con. Đó. Hoàn cảnh đi, nhà cửa thì rồi nửa trên núi như thế này. Cái nhà mà anh chị đang ở cũng là cái nhà mà tình thương quý vị ạ. Và vừa rồi thì Khánh có thay mặt cho các nhà hảo tâm là trao tặng cho anh chị là 30 triệu. Trong đó là 20 triệu là để đi khám chữa bệnh. Còn 10 triệu là để mua một con me. Con me để gọi là dăm lại để làm cái vốn nuôi to thành con bò. Đúng rồi. Thì không biết là bây giờ là đã mua được bò chưa. Đấy, rồi sức khỏe của chị sau khi mà được các nhà hảo tâm giúp đỡ cho là 30 triệu ấy, cho 20 triệu để đi chữa bệnh thì không biết là bây giờ là tình hình thế nào rồi. Thì bây giờ Khánh mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Khánh, cùng với bà Nguyễn Bá Thược sẽ vào cái trong ta tìm hiểu một tí cả nhà nhé. Đây, căn nhà này. Căn nhà nhỏ nhỏ đấy. Nhà trong là nhà hò đúng không? Đúng rồi, nhà trong là nhà hò, nhà ngoài đấy thôi. Ồ, như mới đi chờ đây. Đi chờ. Đi này, bắn dứa cá. Bắn cá. Anh Trung là đi thả lưới. Tàn tật nhưng mà vẫn đi thả lưới được. Đi vô đây. Đi vô xem là nhà cửa có ai trong nhà không. Hãy cho cái bàn này không có ghế nữa. Chị Trung ơi. Sao không có ai ở nhà hả?
Anh chị đấy ở đây, đây đây đây, chị Trung đây. Chị Trung đây rồi. Chị Trung ở ngoài này rồi. Ồ, em chào chị. Em chào chị nhá. Dạ. Dạ. Hả? Mới đi lệt ạ. Mới đi chì liệt đi hả? Mới đi vai lệt. À. Ồ, chào, chào, chào anh Quý nhá. Dạ, dạ, dạ. Vâng, vâng. Ồ, chị ơi, ngồi đằng sau này tí cho nó mát đi, khỏi nắng. Dạ. Vâng, vâng, chào anh Quý. Hả? Thôi, không phải ghế đâu anh ơi. Hôm nay mệt lắm hả chị? À, bữa nay mệt lắm à? Hả? Anh ơi, đi sang bên này ngồi tí cho nó mát đi, không là nóng. Ngồi ngoài đó nóng. Đấy. Để em lấy ghế. Hôm nay em quay trở lại đây để thăm anh chị một tí. Dạ, hôm nay có bạn của em đây nữa là bạn Nguyễn Bá Thược. Cũng là quê ở Nghệ An chúng ta. Dạ, cũng biết hoàn cảnh gia đình anh chị vất vả cho nên là hôm nay chúng em ghé đến để thăm gia đình mình một tí. Dạ. Mà hôm nay đến thì thấy chị Trung có vẻ là nhìn nó nhợt nhạt nhé. Hôm trước đến nhìn có vẻ còn tươi tỉnh hơn tí. Dạ. Thì đi khám đi nợ vay đi viện mọi vay nữa. Đi viện mới về hả? Có xa trì á, hỏa trì. Xa trì, ờ dạ viện uống bự ta. Mình thở hơn. Thở hơn. Mình nghe thở hơn. Hả? Thở hơn. Mình đi thở hơn á? Thở lên. Hôm trước là chị nói là bị ung thư phổi hả? Ờ, ung thư phổi. Mình đi hên thì dì cắn gán. Dì cắn ra rồi hả? Dì cắn gán. Ờ, dì cắn sang gan rồi hả? Ai? Xe máy của ai bán đồ gì? Ó đi có ó lại đâu ó đâu. À xe của ó. Xe của ó đi chờ. Mấy bữa nay là anh có đi thả lưới được không? Anh đi bắt cỏ. Đi bắt cỏ hả? Anh thả lưới. Anh bờ là anh mua con nghé đó. Mà ấy là anh đi mổ đó. À hôm cho tiền xong là đi mua nghé rồi hả? Mua me rồi hả? Anh chọn con đế chứ. À rồi tí nữa thì lại ta xem hả? Ừ. Dạ. Thì quý vị thân mến, hôm nay là cái hoàn cảnh mà chúng ta nhìn thấy trước ống kính. Đây là cái câu chuyện mà lần trước Khánh đã ghé thăm rồi. Khánh cũng xin nhắc lại để quý vị chúng ta cũng hiểu hơn. Đây là cái câu chuyện của chị Trung và anh Quý. Là một cái hoàn cảnh rất là nghèo khó của xã Khai Sơn ở xóm 8. Đó, chồng thì hai vợ chồng nghèo khó, chồng thì bị tàn tật quý vị ạ. Tay chân của anh Quý đây là nó cứng như cứng lắm quý vị. Đấy, nó bị co cứng, bị tàn tật này. Nhưng mà hàng ngày anh vẫn rất là siêng năng cần cù đi thả lưới ở dưới sông để kiếm thức ăn cho cả gia đình. Đấy. Trước đây thì chị Quý là người lao động chính. À, chị Trung. Nhưng mà bây giờ không may thì chị lại vướng vào cái căn bệnh nó rất là phức tạp rồi. Cho nên là bây giờ là cuộc sống rất là vất vả. Vừa rồi được một con bò là bán rồi đấy. Bạn đi chơi bệnh. Dạ. Vậy anh em chó rồi sáu chúng tay mới chó chị lại đi lên sáu rồi đâu bạn bo vì anh em chó đi viện. Dạ. Rồi hai đứa cháu nhỏ thì đi đâu? Chẳng đi học. À, hôm nay thứ bảy vẫn đi học á? Hân học cấp 2 rồi. À. Lần nào lên cũng không gặp hai cháu hả? Dạ. Thôi rồi mấy bữa nay đi xuống bệnh viện chạy xà trì về rồi có ăn uống gì được không? Ăn được mậy. Ngủ được mậy. Không? Ngủ ăn ngủ được mậy. Cái đợt trưởng em vẫn khỏe. À, cái đợt ngủ được mậy. Đợt hôm em đến là em thấy chỉ cái mắt mũi nó có vẻ nhanh nhẹn hơn hả? Đầu nãy nhọc lắm. Ngoài ra có uống... Không có ai đây, chắc chị đấy. Anh ở nhà đấy nó có bo, con cả ở nhà. Chắc chị đấy thôi. Mà mắt lại mơ đó. Có trầu, viết cái trừ. Mắt lại mơ anh nữa. Anh hơn xoáng nên là con mắt cứ kẹo. Mà là bệnh đấy, hắn rã, rã mắt mơ vậy. Nặng mới dư mắt mơ chỗ. Ừ.
ngoài cái uống thuốc ở xa, ở bệnh viện đấy rồi là xà trì đó thì về nhà có uống thêm thuốc lá gì không? Có mày bơ nó uống thuốc lá mà sáu một trần nó đau đầy trang từng nó đau rất thưa sáu nó đau đầy trang sáu phải đi khám bên ngoài đến ta đấy để điều trị rồi là mới đờ đờ cho dừng lại đó chứ thuốc nữa cứ mai sạc cái trống dài dài đi trang mình á. Vâng. Bài tiết trên luyện thống rồi là dư thì cũng dừng lại mọi người đời đời chỉ dừng lại đó. Vâng. Thì chịu chịu thủ chỉ cắn cái đà. Dạ. Chứ cái nợ cũng chưa đó. Dạ. Chưa. Dạ dạ. Mày chân có khỏe đó mấy cái lỗ nó hả anh chỉ cắn mà chứ anh vẫn chỉ cắn thôi. Dì cắn sang gan rồi ở trên rồi. Thế thì mình phải lại điều trị thêm cả bệnh gan nữa. Thì ở trên này hình như là có thầy Phùng gì đấy. Có thuốc gan hình như cũng hiệu quả lắm. Bạc Phùng này. Bạc Phùng Đô Lương đúng không? Như để khỏe đó rồi nó nhớ chặn con chợ. Mình đi nợ chặn đi chợ. Con vẫn đưa bệnh nhãn đó bác các bác cắt thôi không? Bệnh nhãn thì họ lại cũng có. Không, cái giấy chẩn đoán khám bệnh là được. Còn bệnh án thì bác bệnh viện họ giữ. Dạ dạ. Cái chẩn đoán về bệnh á. Và thôi cố gắng lên chị ạ nhá. Cố gắng lên, mình đừng có suy nghĩ nhiều. Trong cái quá trình điều trị thì nhà mình là hộ nghèo thì cũng được bảo hiểm một phần rồi. Ngoài ra có thêm cái phần mua thuốc ngoài nữa đấy. Thì các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ thêm cho mình một ít rồi thì mình cũng mạnh mẽ, cũng tự tin lên. Đừng có suy nghĩ giống như trước đây nữa nhá. Mua thuốc, mua thang rồi bồi dưỡng sức khỏe, ăn uống để có được cái thể lực, sức khỏe để mình điều trị cho nó hiệu quả, mình nhanh lành được. Yên tâm đi. Vâng. Lần trước Khánh lên, chị Trung bảo là trông sống thêm được ít năm nữa quý vị. Nghe mà rớt nước mắt luôn. Để nuôi con. Mà được mà kéo con, nó có người. Chứ không chả hận thì đi cũng bật treo quá nặng là đi bật con làm cỏ đó mà đi bịt. Một rời mà nặng gạt mà treo tụi mình vay được, bật trầm. Dạ, bít trầm á. Tay cứng quá bít trầm á. Bật được. Rồi, bây giờ đấy, bây giờ thì anh Quý lại khoe cho cả nhà, cho các quý vị khán giả biết được là vừa rồi nhà hảo tâm giúp tiền là anh mua được con mè thế nào rồi hả? Thược này, bàn cầm cái tay của anh Trung ở đây, cái người này, nấn này, cứng như là... Đó đó. Cũng như đá. Con nghe nè. Đây. Mấy kia đấy? 15 triệu đó. Ô 15 triệu à? 15 triệu con nhỏ hơn nên về phải ăn cạm. Không mua được. Đó là tên anh em chỗ rồi là anh thấy mình thì anh mua con này chứ nặng cỏ chứ cưng cựng hơn. Chứ con nhỏ của AV phải mua cầm co, không chưa biết ăn. Mình chấm được. Mình cũng khó chấm. Là anh đi mua lên đó. Hôm đó hôm sau là mua luôn đấy. Đến mãi là anh đi mua luôn. Đẹp con, đấy. Con này hơn 10 tháng rồi đấy. Con này mê lai đẹp đấy. Mê lai là lôn. Dạ. Hơn 10 tháng rồi, cực rồi. Vâng, vâng. Vừa anh mua chưa ra được 10 tháng đấy. Đâu mới đây. Mới đấy, vừa anh cho đấy. Mới được 3 tuần hả? 2 tuần hả? 2 tuần. Mua được con bò rồi, mừng. Mừng á? Mừng. Mừng có lấy sáo cho con cái, lấy sáo mấy tặng tay nó có chỉ chủ. Nó có chỉ. Nghe mà thương quá quý vị. Thế bây giờ hôm nay này, hôm nay em Khánh quay trở lại đây đấy. Để thăm lại anh chị một lần thứ hai. Và thấy anh chị mua được con me như thế là chúng em cũng rất là vui rồi. Để có cái vốn để mình... có cái để mà mình còn chăm sóc, còn có hy vọng đấy, để có ra một cái nguồn thu nhập trong tương lai. Đấy. Còn về cái sức khỏe của chị đấy thì trong cái quá trình mà mình xà trì đấy, điều trị đấy thì sẽ có những lúc nó sẽ mệt, nó ngấm thuốc, đấy, hóa chất nó truyền vào người là nó mệt là đúng rồi. Nhưng chị đừng có nghĩ rằng là mệt như thế là sức khỏe mình yếu, không sao đâu. Trong cái thời kỳ mà thuốc thang nó đang đi vào người, nó đang thấm ấy, thì nó phải mệt thôi nhá. Đấy. Nhưng sau cái đợt mệt này thì nó sẽ là một cái sự phục hồi. Đấy, yên tâm chị Trung nhá. Chưa hãy lật mệt nhé, cái chỗ cái tém lật khác là cái mệt trở lại đó, nó phải tấn công tổng lực phải vào để nó đẩy lùi cái bệnh tật ra ngoài chứ. Cho nên yên tâm đi.
Ờ. Nhá. Đừng có lo. Ừ, chấp nhận nhưng biết mà nói dụng. Đó. Ta đậu bệnh thôi, chấp nhận. Ừ. Yên tâm, yên tâm. Chị cũng chạc đình một lần. Sợ mừng một lần chết mà mồn cùng một lần chết. Nhưng ai chết hai lần. Chị cứ nghỉ nữa, sợ chị thôi, cứ vô tư. Ừ, lạc quan lên, lạc quan lên nhá. Lạc quan lên để mình chiến thắng bệnh tật. Lạc quan lên để cho con cái cũng yên tâm. Chồng cũng yên tâm để mà lo làm việc, kiếm tiền để là cho cuộc sống. Con cái nó học tập cho nó tốt. Nhá. Thế hôm nay em Khánh lên đây, hai vợ chồng có cái nguyện vọng gì nữa không? Chứ vợ chồng đi, nguyện vọng đi, nhờ... Nhờ chương trình. Nhờ chương trình, mình nhờ chủ vận động, nhân dân cộng đồng giúp đỡ cho gia đình. Cựu vợ tỷ, quả cổ đơn, rằng nhờ chủ giúp đỡ cho gia đình thị. Anh em cũng khó chí rồi là vợ chồng. Trong cái tan thật vợ cái bệnh nặng như khó khăn, hoàn cảnh khó khăn mà nắn thì đang nhờ chủ giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Nhờ chủ. Rồi, như thế này hai vợ chồng này, anh Quý với chị Trung này. Hôm nay đấy, em có dịp em đi qua đây, em ghé vào em thăm lại anh chị một tí. Đồng thời thì hôm nay quý vị cũng có một số nhà hảo tâm có gửi về cho Khánh thêm một chút tiền đấy, để giúp đỡ thêm cho anh chị. Đặc biệt đây là giúp cho chị có thêm cái thuốc, cái tiền để mà thuốc thang. Nhá. Mừng không? Mừng. Mừng lắm không? Cho rồi đừng cho nửa mừng. Cho rồi đừng cho nửa mừng á. Ri thì nhanh khỏe, chị Trung à. Lần mừng, lần trước cho 30 triệu đã là run tay rồi đúng không? Rành cảm ơn nha, chương trình cho mừng lắm nha. Hảo tấm. Cảm ơn các chủ. Vâng. Mà lần này nghe nó thêm cho thêm tiền nữa thì trong thì lòng mừng, mừng lắm không? Mừng lắm. Mừng lắm. Hết mệt chưa? Hết mệt chưa? À, hết mệt rồi. cứ này. Thế thì bây giờ mình đếm cái cho nó phấn khởi này. Đấy. Đếm cái cho phấn khởi này. Hôm nay này các nhà hảo tâm gửi tiền về cho em là nhiều đấy. Đấy để giúp cho anh chị đấy. Mừng không? Mừng. Mừng thì đếm đi, đếm đi xem là bao nhiêu đấy cho nó phấn khởi nào. Một này, đếm to không? Một này. Hai này, chị đếm triệu một. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười triệu luôn. Ôi dồi ôi. Mười triệu. Phấn khởi không? Phấn khởi. Đấy, thì bây giờ nói gì với các nhà hảo tâm cho mình tiền đi. Cảm ơn chị, là cảm ơn nhà hảo tâm nữa. Yeah. Cảm ơn các chủ đó là giúp đỡ nó để biết gia đình chị khó khăn. Yeah. Bệnh hiểm nghèo. Yeah. Cộng đồng giúp đỡ cho chị là chị phấn khởi lắm, có tiền mà đi về. Yeah. Anh chị rất chị cảm ơn. Yeah, không biết nội nắng à. Rồi, rứa là được rồi đấy, nhá, yên tâm nhá. Đỡ đau, đỡ mệt hơn rồi ha. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn các nhà hảo tâm. Như vậy là sau hai lần Khánh ghé đến đây thì gia đình đã đón nhận được 40 triệu đồng. Là cái tấm lòng mà các nhà hảo tâm chúng ta giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình anh Quý và chị Trung. Một câu chuyện rất là đáng thương, rất là tội nghiệp quý vị ạ. Như quý vị chúng ta thấy đấy, chồng thì tàn tật đây này quý vị. Đó, tàn tật khổ thế, lao động bây giờ cũng rất là khó. Gọi là làm bất làm... con nằm cỏ mà bất mệt này cũng có cầm mà được. Đấy, tay thì không cầm được, tay cầm được đó. Tay anh có bóp được tay em cho chặt không? Nói chung là bây giờ là làm ở nông từ làm thôi, gọi là làm được cái gì thì làm, chứ còn nói là để đi thuê ai đó làm việc gì là họ không thuê. Thuê. Sức khỏe cũng khó nữa chúng. Rồi. Thôi được rồi. Hôm nay được các nhà hảo tâm đồng viên như vậy là mình cũng vui rồi nhá. Cố gắng lạc quan lên để chữa bệnh nhá. Còn bây giờ em về nhá. Chào cảm ơn các chủ ấy. Dạ rồi. Dạ vâng, em về nhá. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành những cái tình cảm đặc biệt để giúp đỡ cho hai vợ chồng nghèo đáng thương này. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì xin chào quý vị nhá. Ok, em về nhá. Dạ.